Ban Kinh tế Ngân sách Hội đồng Nhân dân tỉnh tổ chức khảo sát ý kiến nhân dân về việc đầu tư khu tái định cư trên địa bàn xã Kim Phượng. Cùng dự về phía huyện có đồng chí Lý Văn Thắng, Ủy viên Ban Thường vụ huyện ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân huyện, Phòng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn huyện và lãnh đạo xã Kim Phượng. Theo đề nghị của người dân, từ năm 2013, trên địa bàn xã Kim Sơn cũ, nay là xã Kim Phượng, có 28 hộ dân đang sinh sống tại khu vực có nguy cơ sạt lở và không đảm bảo an toàn, đã được di rời ra nơi ở mới để đảm bảo an toàn. Qua các cuộc họp, Hội đồng Nhân dân tỉnh đề nghị Ủy ban Nhân dân tỉnh cân đối kinh phí đầu tư khu tái định cư cho các hộ dân nêu trên. Trước nhu cầu đó, Hội đồng Nhân dân tỉnh giao cho Ban Kinh tế Ngân sách Hội đồng Nhân dân tỉnh khảo sát và lấy ý kiến trực tiếp với 28 hộ dân của xã Kim Phượng để thống nhất ý kiến trước khi trình Hội đồng Nhân dân tỉnh tại các cuộc họp sắp tới. Theo đó, phương án di rời ra nơi ở mới, mỗi hộ dân được cấp từ 300 đến 400 mét vuông đất ở và các hộ tự xây dựng nhà. Những hộ đồng ý di rời ra nơi ở mới thì nơi ở cũ chỉ được công nhận là đất sản xuất và không được xây dựng nhà ở mới tại nơi ở cũ. Tại cuộc khảo sát, có 23 trên 28 hộ có mặt, trong đó có 13 trên 23 hộ nhất trí di rời ra nơi ở mới. Đoàn khảo sát đã lập danh sách và lấy chữ ký xác nhận của các hộ để tổng hợp trước khi trình kỳ họp Hội đồng Nhân dân tỉnh trong thời gian tới. Tiếp đó, đoàn đã khảo sát trực tiếp một số hộ có nguyện vọng di rời và những hộ đang sinh sống tại khu vực có nguy cơ sạt lở không đảm bảo an toàn trên địa bàn xã Kim Phượng.